Thành Trung và Diễm My xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ca sĩ chân tài. Chương trình Ca sĩ chân tài được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Thưa quý vị, một cuối tuần nữa lại tới, chúng tôi được gặp quý vị mang tới những giây phút giải trí. Còn với tôi hôm nay sẽ là một cuộc đấu mà tôi sẽ dịu dàng nhất có thể, bởi vì người bạn đồng hành của tôi, đối thủ của tôi ngày hôm nay là một cô gái xinh đẹp và lộng lẫy, một gương mặt mà các quý vị khán giả rất yêu mến. Xin được giới thiệu diễn viên Diễm My. Tâm thế của anh hôm nay là rất dịu dàng đấy, và chưa bao giờ anh có cái cảm giác là anh không hơn thua gì như hôm nay. Tâm thế của em thế nào? Tâm thế của em hoàn toàn đối lập với tâm thế của anh. Tâm thế của em đến với chương trình thắng là chính. À, thắng là chính. Chơi là phụ thôi. Chơi là phụ thôi. Rồi. Chúng ta vẫn còn hai vị khách mời nữa. Hai người sẽ là đồng đội của chúng ta trong xuyên suốt chương trình. Và hãy cùng xem ca sĩ khách mời đầu tiên là ai. Khánh Phương hát xong một cái ra đây với chúng tôi là chọn ngay cái ghế bên cạnh của Diễm My. Anh em mình là đàn ông mà, thì mình cứ có phụ nữ ở đâu thì nói chung là đó. Nói chung theo quán tính thì Khánh Phương ấy là xen kẽ nam nữ thì nó vẫn hay hơn. Đúng rồi. Vì Khánh Phương theo thông tin Khánh Phương biết là ngày hôm nay vẫn còn một vị khách mời nữ nữa, cho nên là Khánh Phương nghĩ là nếu mà đội hình sắp xếp xen kẽ như vậy thì rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, cũng may thưa quý vị. Cũng may là sau đây sẽ là một nữ ca sĩ khách mời nữa. Chứ nếu là nam thì ba anh em chúng tôi hôm nay không biết nhìn nhau như thế nào. Khó xử lắm đấy ạ. Và tôi tin rằng vị nữ khách mời ngay sau đây cũng sẽ là một gương mặt được các quý vị khán giả rất rất yêu mến. Hãy cùng chào đón.
giới thiệu với quý vị một trong những giọng ca nữ hát bolero được khán giả yêu mến nhất trong thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ Tố My. Diễm My không thôi, tôi đã bủn rủn lắm rồi, bây lại thêm cả Tố My nữa thì bây giờ là tôi là cứ thượt ra. Chưa bao giờ tôi làm chương trình mà tôi lại cứ nhún ra như thế này. Khánh Phương cảm giác như nào? Theo như cách nói của anh Thành Trung thì có vẻ như là những cái số trước anh làm anh đụng toàn về những gọi là nam diễn viên hoặc là nam ca sĩ khác đúng không? Cũng có các bạn nữ nhưng mà hình như là các bạn nữ đấy cũng đẹp nhưng không phải là cái gu của mình. Người ta gặp được cái người phù hợp mà như là ở trong lòng nhau. Đúng rồi. Với anh thì chỉ cần em thôi là đủ rồi. Em là viên đường, em là giọt sữa rồi. Em hỏi anh có chán không đi? Anh có chán em không? Không bao giờ. Yên tâm, khi em có anh mọi thứ sẽ khác. Yeah. Các bạn nữ đấy cũng đẹp nhưng không phải là cái gu của mình. Thôi thôi. Cái gu của mình là những người phụ nữ mà cứ nhẹ nhàng, dịu dàng mà đây mà lại còn tên My nữa thì sao? Em đi. Em không có tin đâu, tại em xem mấy số trước rồi, trước khi em lên đây em cũng có xem. Em thấy cô nào anh cũng khen hết trơn á. Cô nào anh cũng rủ rượu, anh cũng nhủ cái này ơi. Cái này gọi là thảo mai nè. Ờ, đúng rồi. Ở đây á, có các quý vị khán giả theo dõi chương trình thì cũng có những khách mời nữ, anh rất là vồn vã, anh rất là chăm sóc, rồi đôi khi là đối đầu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tự nhiên tôi cảm thấy là tôi không buồn thắng thua gì nữa khi chương trình sẽ bắt đầu. Hôm nay tóm lại là thắng hay thua không quan trọng. Đối với tôi thì tôi thắng rồi. Không biết là đây có phải là một cái bài của anh để anh lấy lòng tất cả mọi người không? Khánh Phương thấy là theo như anh nói như vậy thì Khánh Phương phải làm điều ngược lại. Khánh Phương giống như là My. Chúng ta đến đây, chúng ta phải có một cái lập trường riêng. Chúng ta không thể nào mà vì đối thủ quá đẹp mà chúng ta bị siêu lòng được. Đấy là việc của Phương thôi, chứ còn tôi là tôi chịu rồi đấy. Chưa cần chọn đội thì Khánh Phương cũng đã ngồi cạnh Diễm My rồi. Tố My thì ngồi cạnh tôi bởi vì đảm bảo cho cái sự cân bằng. Ủa, vậy chẳng là lẽ... xong rồi đó ha. Đúng vậy rồi. Anh ơi, em thấy trong cái bàn của mình nó có một cái sự rõ ràng về màu sắc luôn anh. Đúng. Có nghĩa là em với lại Tố My là màu trắng là giống nhau là không bàn, gọi là đúng trung rồi. Tính rồi. Đúng thế rồi. Nhưng bên này là đen, bên này là đỏ, có nghĩa là đội mình đỏ, bên kia đen. Số phận đỏ đen nó khác biệt lắm anh, nó đối lập. Mà chưa chứ. Em nói giống, em nói rất là giống đi anh. Anh thường nói trước là bước hôm qua anh bị tâm. Sao cả? Anh xin khẳng định là hôm nay anh không quan trọng thắng thua nữa. Thắng thua hoàn toàn là do Diễm My với Tố My quyết định thôi. Thắng thua quan trọng đúng không anh? Nhưng mà em có muốn thắng không? Thắng thua không quan trọng, nhưng mà quan trọng là phải mang được nhiều tiền về. Yes. Với tư cách là đồng đội của em, anh sẽ tư vấn cho em hết sức có thể bằng kinh nghiệm của mình để em có nhiều tiền nhất có thể ra về. Dạ. Yeah. Anh ơi, như vậy là có vẻ là chương trình hơi không được công bằng hay công sao? Bằng lắm, hơi thiên vị cho bên này thì phải. Tại sao? Tại vì em là khách mời, em cũng lần đầu tiên em đến với chương trình thì em cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng anh không dìu dắt em gái mà anh lại dìu dắt đồng đội của mình. Thế có phải thì... là không được công bằng lắm không? Thưa quý vị, tôi cũng sẽ hứa với Diễm My, anh sẽ làm hết sức có thể để em có nhiều tiền nhất ra về. Được chưa? Nhưng mà theo như lời hứa của anh Trung thì có nhiều tiền cách mấy thì ảnh vẫn phải ưu tiên cho đội của ảnh. Hôm nay tôi sẽ là một người rất là công bằng, đưa ra những lời tư vấn hết sức chân thành dành cho cả hai đội. Tuy như vậy, chương trình không có nghĩa là không hay, bởi vì chương trình của chúng ta hay và giải trí hoàn toàn phụ thuộc vào 8 giọng ca tiềm ẩn, những người sẽ mang tới bất ngờ cho các quý vị khán giả. Vì thế quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng tất cả quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài. Theo như mình được biết là trong 8 thí sinh ngày hôm nay á thì chỉ có một người là biết hát bolero thôi. Cho nên là em nghĩ là Tố My sẽ phải khó khăn hơn khi mà chọn cái người đó. Tại vì vừa biết hát mà vừa phải hát được bolero thì mới song ca được với Tố My. Sao kỳ vậy anh? Sao mà chương trình thì vậy bên kia không quá sao đâu em. Em cứ tin vào kinh nghiệm của anh. Không có gì phải lo. Bên em luôn có anh. Và bên Diễm My
cũng vẫn có anh. Không có Khánh Vương. Tìm hai tìm khác nhau. Nào hãy cùng gặp gỡ 8 giọng ca tiềm ẩn của chúng ta. Tám giọng ca tiềm ẩn đã bước ra sân khấu. Anh đoán là hát được Bolero hay không ấy thì nhìn bạn số 3 khả năng là rất giống trang phục của Tố My. Ôi đấy, mặc cái váy mà cũng hơi xẻ ấy, có khi nói chung kiểu, là đối với anh Trung là cái gì mà xẻ xẻ là anh chú ý ngay à. Đúng rồi đấy, cứ xẻ xẻ cứ rách rách hở hở là anh ý đấy. Rồi với Tố My, theo trực giác của em và cái quan sát bên ngoài thì em nghĩ 8 giọng ca này giọng ca nào sẽ hát hay Bolero? Thì theo cái trực quan của em á thì em nghĩ rằng là bạn số 1. Tại bạn có cái khuôn mặt cũng khả ái nè, rồi tóc dài, rồi nó có cái gì đó nó phù hợp với lại Bolero. Em ơi, ca. Anh thấy bạn thì... số 1 này nhìn mặt hơi giống Hương Tràm, đâu có liên quan Bolero đâu. Hương Tràm á. Đúng không? Cũng hơi giống mà, con nét hơi giống. Phong cách ăn mặc rất là thùy mị và rất là nữ tính. Bolero thì nhìn mẹ số 4 thì chắc chắn là theo dòng Bolero rồi. Tại sao? Chắc chắn luôn, tấm mưa này chắc chắn 100%. Bởi vì hát nhạc trẻ thì thường ít khi nào chọn cái màu quần kiểu đó. Và cái màu áo kiểu vậy thì thường nhạc trẻ người ta ít. Và nhìn cái khuôn mặt rất là Bolero. Đó, để khác vậy. Ý anh là khác màu á hả? Bản màu của em ấy gần bằng Khánh Phương ấy. Đúng rồi, em cũng thấy tương đồng như vậy á. Ảnh còn nhiều màu hơn nữa. Đấy, cũng không kém gì đâu. Thế mà anh có hát Bolero đâu. Đúng. Nhưng mà rồi. Của anh Khánh Phương khác cái là bị rách lỗ chỗ anh à. Thì là hát nhạc trẻ, còn kia là không rách là hát nhạc Bolero. Tỏ là em rất giống anh Diễm Vy á. Em là thay đổi những cái chỗ mà rách rách rồi là những cái chỗ hở ra lắm. Anh em mình giống nhau là em đừng có cười anh đi chưa. 8 giọng ca đã sẵn sàng để đến với một liên khúc. Họ sẽ hát nhép. Liên khúc dành cho các bạn bắt đầu. Chờ mong những phút giây, nắng yêu thương quanh ta bơi đầy. Dừng chân dưới bóng cây, giữa chân thuyền đường ta đã thấy. Để hạnh phúc mãi trong tầm tay, những yêu tư đã vụt bay. Bàn chân hoang nay đã về, bước qua bóng đêm mộng mê. Trở về vội bên ai, yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Mất người vì em đã lừa dối, con tim gần nhau bắt thao tranh em quá khờ. Vụt mẫn đi bao lời yêu anh trao mà ngày ấy em mơ. Gốc tôi cây đã riêng mình em mà thôi. Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ, nhớ một người mà anh muốn yêu. Một tình yêu đã quá nhiều. Ước mong em được vui nơi ấy, ước mong em sẽ quên nơi đây. Dù điều ấy có đắng cay, gió đông sang nỗi nhớ em vút tàn. Nó hơi lạc chút xíu anh ạ. Khi em ấy có đơn lòng em
trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về với kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Khó phết nhỉ. Hoang mang đấy. Bây giờ thế này nhá, vì hai đội đều có nữ nên hai bạn nữ quản tỷ tỷ đi. Bên nào thắng sẽ được lựa chọn trước. Ok. Nào. 1 2 3 3. 1 3 giỏi là cái khoảng khoảng từ tiền nè. Dạ. Ừ, em cứ ra cái kéo mít là thế nào cũng thắng. Trời gì kỳ vậy. Mà cái người phụ nữ mà hay ra cái kéo á, chứng tỏ người này là một người dám yêu mà dám bỏ. Yêu ai á là yêu hết lòng đấy, nhưng mà nếu như hết yêu một cái á, cắt phát luôn, không có dây dưa, nhìn là tôi biết. Anh làm em thấy hơi sợ hãi rồi đấy anh ạ. À. Sao lại sợ hãi? Vì anh nói đúng quá. Đấy, anh cứ thấy phụ nữ mà đúng gu của anh nói cái gì cũng đúng. Bây giờ bên em chọn đi. Nhắc nha bên đó nha. Chọn người đầu tiên ấy sẽ là người hát chung với Khánh Phương ở vòng 2. Chính vì thế mà bên này sẽ phải chọn giọng con nam. Còn mình chọn giọng con nữ mà. Anh Phương thì anh sẽ thấy cái người đó biểu diễn nhạc trẻ có vẻ phù hợp với anh. Dạ. Khẩu hình miệng có vẻ phù hợp với ảnh, thì anh sẽ chọn và em sẽ theo anh Phương. Khẩu hình miệng mà phù hợp thì là như thế nào? Ý này là My nói, Phương lúc nãy Phương chưa nói được. Nói chung là Đại Hải là nhìn cái phong cách có vẻ như là trẻ trung, hơi giống Khánh Phương tí. Nếu mà chọn... Nhìn là biết chọn số 8 của tôi rồi. Ok, chọn số 8 nha. Biết ngay mà, chọn số 8 của tôi đúng không? Không phải là số 8 của anh Trung nha. Em ơi, em có phải của Trung không? Em thấm nhất không? Ok. Ok, ấn nút 8. Number 8. Số 8. Đó, bây giờ là phải chọn Bolero đó. Bằng kinh nghiệm của anh ấy thì anh có cảm giác như bạn số 3. Số 3 hả? Cùng với một bạn nữa. Đó là bạn số 7. Số 7. Ba chìm bảy nổi. Hay là chọn số 7 để nổi. 7 cho nó nổi nha. Đúng rồi. Số 7 nhá. Yeah. Số 7. Đấy, về với đội của anh. Anh xin chiều em tí nha. Em okay. Nghĩ là bạn số 3. Yes. Trời ơi, lấy số 3 của mình rồi. Không sao cả. Số 3. Được. Tại vì được, em được. Thấy bạn ấy rất là thần thái anh. Đậm nhất, có nghĩa là ít thể hiện nhiều. Mà cái người mà Diễm nghĩ là tâm trạng, thường là họ sẽ thể hiện bản thân mình nhiều hơn khi mà họ hát. Họ feel với âm nhạc. Mời số 3 về với đội Khánh Phương và Diễm My. Anh nghĩ số 6. Em cũng thích số 6 bởi vì lúc nãy thì hát sai lời nè, sai khẩu hình nè. Nhưng mà em thích anh được một cái là anh diễn rất là sâu và rất là hồn nhiên, rất là dễ thương. Mời số 6 về với đội của tôi. Bây giờ Khánh Phương sẽ chọn một bạn nam. Khánh Phương chọn số 2. Trời ơi, sao anh thương quá vậy? Em chấp nãy giờ đó. Khánh Phương tin chắc là đây sẽ là một con bài rất là mạnh trong cái team của Khánh Phương. Yes. Em chọn số 1 đi. Ban đầu là em cũng có đoán bạn đúng không? Đúng rồi. Mà sau đó thì thấy bạn hát thì em lại chọn người khác. Nhưng mà bây giờ không còn sự lựa chọn nào hết nên em quanh lại chọn bạn thôi. Xin mời số 1 về với đội của tôi.
4 ạ. Số 4. Anh nhìn em, anh cứ nhớ tới những ca sĩ hát những cái dòng nhạc của Tây Nguyên về đội của anh. Tôi đã hoàn thành xong phần chọn các giọng ca. Trước mắt chúng ta sẽ là lượt đầu tiên của vòng 1. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài. Và vòng thi đầu tiên của chúng ta sẽ mang tên là Tích lũy. Xin mời Diễm My và Khánh Phương lựa chọn giọng ca cho lượt 1. Cho Diễm My hỏi bạn số 4 trước. Bạn bắt đầu đi hát từ khi nào? Em đi hát từ lúc em 20 tuổi ạ. Trời ơi, làm khó thí sinh quá vậy. 20 vậy, tuổi. Vậy thì dòng nhạc của bạn là dòng nhạc gì? Dòng nhạc của em là dòng nhạc trẻ. Dòng nhạc trẻ. Thế mà lúc nãy có người bảo là em hát bolero đấy. Cho anh hỏi số 3 em Khu nhé. Trong những ca khúc mà em đi biểu diễn hoặc là em đi thi thì một trong những ca khúc mà em thích là ca khúc nào? Là những ca khúc như là ballad, chẳng hạn như là Yêu Mình Anh của chị Thu Minh. Ngoài ra hoặc là Bay cũng có thể. Vậy là em nghĩ là bạn số 3 chắc chắn sẽ có một cái giọng hát rất là khỏe. Mới dám thích những cái bài như vậy. Vậy thì em nghĩ là Lady First đi. Ok. Nên là mình sẽ chọn bài số 3 đầu tiên. Dạ, chắc chí. Cố lên em. Cố lên. Anh quyết định thế này rồi Tú My. Dạ. Anh sẽ làm hết sức có thể giúp em để em mang chiến thắng về, đúng không? Đúng. Và khi em chiến thắng ấy, thì chắc chắn là Diễm My sẽ không thắng được. Mà Diễm My không thắng được thì một người phụ nữ mà họ không thắng thì họ sẽ bị suy sụp. Họ hơi buồn một chút. Mà như thế thì lại có cơ hội cho anh để anh an ủi. Thế là một công mà đôi việc. Đi thôi, anh sẽ làm dạ mà em quá. Khoan, từ từ. Hả? Cái gì? Lỡ mà đội bạn thua thì Trung không có cơ hội để an ủi đâu. Thực mà là sự em phản đối ý kiến của anh Trung và có những cái suy nghĩ của anh hoàn toàn sai lầm về em. Không logic lắm. Bề ngoài trong em bề mặt yếu đuối thế thôi. Khi mà em buồn nhất á, thì em cũng chỉ em thích đóng phim hành động anh. Run. Là đánh người bên cạnh. Ok rồi, thế là của Khánh Phương cả. Không mà thường thường thì đánh phim hành động. Chúc mừng Phương. Không. Tuyệt vời quá. Em thường tay trái hơn nên em thường đánh người bên trái hơn anh ạ. Để cô số 1 đi. Em thích nhất dòng nhạc nào? Dạ, em thích nhất dòng nhạc Bolero. Chết rồi. Có khi nào người đấy hát được không ta? Số 5, em thích nhất dòng nhạc nào? Dạ, tất cả các dòng nhạc luôn ạ. Hay quá. Số 6, em có tự tin về mình không? Em tự tin là mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền cho đội của mình. Yeah, anh thích nghe câu đó. Thôi chắc số 5 đi đổi ý. Nếu như bạn ấy hát có không hay đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ thông cảm. Bởi vì một người mà biết hát tất cả các dòng nhạc thì đương nhiên không thể hát dòng nhạc nào. Với lại quan trọng hay là, hay là dòng đầu chỉ có 10 triệu thôi. Rồi. Nên là mình thua mình cũng không tiếc. Số 5 nha. Dạ. Số 5. Bây giờ thì sẽ là lượt 1 và đội thi trước sẽ là đội của Khánh Phương và Diễm My. Mình vui đi, rất là tự tin. Rất là tự tin. Cố lên em. 15 giây dành cho em bắt đầu. Chào tất cả mọi người, mình tên là Hà My, mình 28 tuổi và hôm nay mình đến đây để có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Mọi người hãy ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Giọng này giọng khỏe.
Em nghĩ là bạn số 3 chắc chắn sẽ có một cái giọng hát rất là khỏe. Dạ. Mới dám thích những cái bài như vậy. Người nào nhìn lá vàng chiều nay. Bao nhiêu cơn mơ vào tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mai, tuổi nào vô thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chiêm qua trời. Dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau trời xanh trong mắt em sâu. Vây quanh giọt sầu, em xin tuổi nào, còn tuổi trời vô bàn tay che dấu lệ nhòa. Ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, tuổi nào từng phim ngả sinh mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Yeah. Xuất sắc. Quá tuyệt vời luôn anh ạ. Diễm My đã biết bạn số 3 này rồi. Cô bé này chính là cháu gái của một nam ca sĩ rất là nổi tiếng, Lam Trường. Wow. Hát tiếng Anh cũng cực kỳ hay luôn. Ôi. Ai? Đây anh, đấy, số 3 luôn này. Còn gì nữa. Thôi bây giờ em hãy hát cho anh nghe vài câu ấy. Cho rồi. Anh rửa lỗ tai của anh đi em. Rửa. Ngoanh lỗ tai tôi đi. Lợi dụng ghê không? Anh lợi dụng em quá anh ơi. Tay này không phải là cứ cầm là muốn cầm đâu nha. Vâng, và anh xin hát một đoạn của bài hát My Heart Will Go On. Wow. Bài hát kinh điển của Titanic. Heaven I am my dreams. Nổi da gà. I see you, I feel you, there is how I know you. Go on, fly as fast as distance, as patience be sweet as youth have come to show you. Go on. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quá dữ dằn. Nếu như không vì Tố My là cần một người hát nữ là dòng bolero, anh sẽ chọn em ngay. Trời. Nhưng anh nhìn em ấy thì anh đoán là em sẽ hát hay nhưng không phải là bolero. Phán đoán của anh với Tố My hoàn toàn là chính xác. Em ơi, bây giờ anh Trung có nói gì á cũng chỉ là vô ích thôi. Hiện tại là em đang ở đội của anh và em đã làm rất là tốt. Và lát chúng mình sẽ có rất là nhiều tiền. Quá tuyệt vời em ơi. Quan trọng là chúng ta xem là em đã đến với khu vực vàng và trụ lại ở đây bao nhiêu giây. Xin mời. Một trăm chín mươi tám giây. Tôi tin rằng giọng ca số 5 của đội tôi ấy sẽ mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả.
Mời giọng ca số 5. Anh xin được dành tặng cảm xúc của lượt thi đầu tiên này cho đời em. Những cảm xúc mà chỉ có ở chương trình Ca sĩ tranh tài mới có. Anh nhìn những bước đi và nụ cười kia, anh biết cảm xúc sẽ cực kỳ là bất ngờ và ngạc nhiên. Có phải là cái suy nghĩ của anh và Tú My là cho bạn này là hát ít hay nhất mới chọn bạn này ra đầu tiên? Nhưng mà theo quan điểm của em là em nghĩ là bạn ấy sẽ là người hát hay. Quan điểm của anh thì hơi khác một tí. Mỗi một giọng ca của đội anh ấy đều mang lại sự bất ngờ cho khán giả. Và bất ngờ như thế nào, ngay sau đây mọi người sẽ được biết. 15 giây dành cho em, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Cap Rối. Mình là một bông hoa của núi rừng Tây Nguyên. Thấy nhắc chưa? Đến tên của mình, mọi người từng nghĩ mình bối rối. Nhưng thực ra, mình không hề rối. Hãy cổ vũ và ủng hộ cho mình nhé. Yeah! Thấy chưa? Thấy anh đã nói là dứt núi rừng Tây Nguyên chưa? Một người mà biết hát tất cả các dòng nhạc thì đương nhiên không thể hát dòng nhạc nào. Em nghĩ là bạn ấy sẽ là người hát hay. Quan điểm của anh thì hơi khác một tí. Anh nhìn những bước đi và nụ cười kia, anh biết cảm xúc sẽ cực kỳ là bất ngờ và ngạc nhiên. Bất ngờ như thế nào, ngay sau đây mọi người sẽ được biết. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua không xa. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua không xa. Mà mưa lắng dần, những điều tôi chưa nói với anh. Hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang. Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xa xa, em nơi đâu hay còn đâu đó. Cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao nằm nghe chiều em gió lặng, ngồi nghe chiều em gió lặng giữa muôn vạn hoa. Đi về đâu cũng là thế, bên kia còn trong giấc. Từ muôn năm rồi thiên đường đã khép nguồn cơn. Từ khi mùa đau dù mình quên được không những điều đã bao giờ qua. Quên được mùa sớm mùa đông, nhìn xa ngày sương ra mềm. Quên được không những điều ta chưa bao giờ. Quên được không những điều ta chưa bao giờ. Quên được không những điều ta chưa bao giờ. Em mang lại cho anh, cho Tố My một cảm giác là tuyệt vời và hơi tiếc nuối. Trời ơi, anh em mình phải nợ của một lời xin lỗi đi anh. Bởi vì ban đầu mình thứ nhất là đông quá, mình không có chú ý nè. Lúc nãy cổ nói là nhạc gì cổ cũng hát được, nên là có chút nghi ngờ. Nên là bạn đừng có buồn nhé. Dạ, đó là cách để em đánh lừa anh chị. Nhưng mà anh chị cũng đã bị lừa rồi. Đúng là hôm nay là anh với Tố My là bị lừa. Đây là điều bất ngờ của chương trình Ca sĩ tranh tài. Đây chính là sự thú vị. Và em là một sự thú vị đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Em cảm thấy là bạn ấy vẻ ngoài thì dịu dàng giống em, thế nhưng mà nội tâm thì mạnh mẽ cũng giống em luôn. Hay quá.
giọng ca có giống em luôn không? Dạ không, em không ca được như thế đâu. Nhưng mà em thật sự bạn ấy cất giọng hát lên là em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô gái này. Anh rất là muốn nghe Diễm My hát một câu gì đấy. Wow. Đi. Wow. Đi nhá. Em tự tin lên em. Mạnh mẽ bên trong nội tâm giống như số 5 của đội anh. Vóc dáng cũng dịu dàng, nhẹ nhàng như số 5 của đội anh. Thôi bây giờ thêm cái giọng hát đi, xem nó thế nào em. Và em xin nhắc lại trước khi em hát á, là bạn ấy là ca sĩ, còn em là diễn viên anh nhá. Rồi. Như thế anh... Sao em cứ tự tin đi. Với khán giả và với anh ấy, được nghe em hát đã là vui rồi. Hát hay không bằng hay hát. Nhưng mà em nghĩ rằng là ai tên My cũng hát hay, chắc là vậy á. Đúng không? Anh tin là vậy. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua không gian dường như lắng dần. Hay quá. Anh phát hiện ra rồi. Tố My, em ước gì cô hát thêm, chưa gì hết là anh phát hay thế, quá thế, rồi thế thôi, làm thế thôi. Bởi vì nhưng điều anh chưa nói với em. Đó, thấy không? Cô tìm anh, cô đang đốn tìm anh phải chờ. Anh thôi, vội anh vàng hát quá. Anh không chịu được. Anh lại ngất ra đây đấy. Anh đã rủn lắm ra rồi đấy. Bây giờ em hát nữa là anh ngất ra đây. Thấy chưa, em đã nói với anh rồi, em có những cái nội lực tiềm ẩn, anh phải tìm thì nó mới lộ lên anh. Được rồi. Tôi bây giờ có kinh nghiệm là thế này ạ. Ai tên là My hát đều hay. Có người thì hát hay cả bài, còn có người hát hay một đoạn. Nhưng nói tóm lại là đều hay. Vỗ tay cho người tên My. Chúng ta sẽ cùng xem số giây mà số 5 đã có được. Anh tin cũng sẽ là một kỷ lục. Xin mời. Một trăm bảy mươi sáu giây. Chúng tôi lựa chọn lượt thứ hai. Số 1, bọn anh muốn em sẽ xuất kích. Hãy tạo sự bất ngờ. Anh không biết em có hát hay hay không, nhưng anh chỉ muốn em tạo sự bất ngờ, làm cho khán giả phải nhớ tới em. Liệu em có làm được điều đó không? Anh chị hãy cứ tin tưởng vào em sẽ mang tiền về cho mọi người. Số 2 thì Khánh Vương muốn giống như là một con át chủ bài tung ra vào cuối cùng. Số 4, Khánh Vương chọn số 4. Ngay bây giờ sẽ là lượt 2 và chúng ta cùng đến với giọng ca số 1 của đội Thành Trung, Tố My. Thực sự em không biết bạn số 1 này có hát hay không. Thế nhưng em thấy bạn ấy đi catwalk đẹp quá anh. Quá đẹp. Em nghĩ là người mẫu đó anh ơi. Cho mình hỏi bạn làm nghề gì? Dạ em làm ca sĩ ạ. Thế em có đi làm người mẫu thêm không em? Dạ có. Em có làm diễn viên không? Dạ không anh. Em có biết lái máy bay không? Em biết lái xe cần cầu ạ. Thấy chưa? Anh tin em sẽ tạo được một điều gì đó thật ấn tượng cho các quý vị khán giả. Cố lên, 15 giây dành cho em bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Cherry Quỳnh. Mình là một nàng thơ Tây Bắc, mình đến từ thành phố Lào Cai. Và ngày hôm nay mình vì yêu ca hát mà đến đây. Hy vọng mọi người cổ vũ mình và ủng hộ team của mình ạ. Yes. Tiến rồi. Cố lên em, cố lên. Chắc là hát hay á. Tiến rồi. Cố lên em, cố lên. Góc phố này nơi mình quen nhau. Góc phố này nơi mình quen nhau. Có những chiều mà rơi ướt tay, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn nhiều mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế
xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vạn người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai, là bờ vai, là màu tóc rối. Mùa thu sang, hàng cây sao xa ấm ấm. Đây là những yếu tố bất ngờ mà anh Thành Trung vừa đề cập đến. Đúng rồi. Em thấy là bạn này nhạc đi đàn nhạc, giọng hát đi đàn giọng hát anh. Quan trọng nhất ý, một người phụ nữ biết lái cần cầu hát như thế là quá giỏi. Đúng rồi, thế giỏi rồi. Quý vị khán giả chắc hẳn là cũng giống tôi, quá bất ngờ rồi. Bất ngờ đến ngạc nhiên, ngạc nhiên đến suy sụp. Và bây giờ sẽ tới giọng ca số 4 của đội Diễm My và anh Khánh Phương. Yes. My biết chắc là bạn sẽ làm được, tại vì My cảm thấy là cái nội lực ở trong bạn rất là lớn. Khi mà bạn bước ra sân khấu thì bạn dường như yêu sân khấu, yêu ôm trọn cái sân khấu này và cái phong thái. Lúc này cái bạn trước anh cảm thấy điều đó. Lúc mà hát lên chất quốc được. Kỳ dữ. Này, em vừa đánh giá đây là một giọng ca đầy nhiệt huyết và yêu sân khấu đúng không? Em nhìn vào chỗ nào của bạn ý mà em mới đánh giá như thế? Em mà em cảm bằng trái tim của mình. Trái tim à? Khi mà bạn ấy bước lên sân khấu, bạn ấy rất là tự tin, thoải mái, có nghĩa là bạn ấy cũng đã quen với sân khấu rồi. Số 4 ơi. Dạ vâng ạ. Bây giờ là lúc em sẽ làm cho trái tim của Diễm My đập rộn ràng hoặc có thể tan nát ngay sau đây. 15 giây dành cho em, bắt đầu. Xin chào mọi người, mình là anh Tân, năm nay mình 26 tuổi và nghề nghiệp hiện tại của mình là xe ôm công nghệ. Hôm nay mình đến đây với tinh thần là trao dồi và học hỏi để tích lũy thêm kinh nghiệm. Xin mọi người ủng hộ cho mình ạ. Yeah. Hey, mọi người cùng vỗ tay mình ạ. Trao nhau tình đắm say, để em yêu ơi, tình an ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim em. Sau phần trình diễn vừa rồi, chúng tôi rút ra hai điều. Thứ nhất, trực giác của Diễm My không hề đáng tin. Vấn đề thứ hai là tim của Diễm My đã vỡ vụn rồi. Tôi đã cố gắng nhặt, hai anh em tôi nhặt nhưng mà nhiều mảnh vụn quá. Em tự ghép vào đi. Lộn rồi. Vâng, là của Khánh Phương, phải của Diễm My đâu. Trời em đau đầu quá anh ơi. Khi mà bạn ấy hát là và yêu mãi trong tim, là cái trái tim em nó đập rộn ràng nhưng mà nó đập theo kiểu khác anh. Tập là tập theo kiểu gọi là vỡ choang ra. Đúng rồi. Nó là choang. Cảm xúc của em và cảm xúc của đội anh ấy nó đang khá là tương đồng đấy. Lượt một là chúng ta đều vỡ òa. Còn lượt hai thì chúng ta đều vỡ vụn. Bàng hoàng. Không biết lượt ba là thế nào. Nhưng trước hết xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong 1 phút.
mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài với lượt thi thứ 3 của vòng thi tích lũy. Ở vòng thi này thì hai đội có quyền lựa chọn để đổi thí sinh ở lượt 3 thi ở vòng 2 và vòng 2 thi ở lượt 3. Xin được hỏi là đội Khánh Phương với Diễm My có đổi không? Cái cảm nhận Khánh Phương về hai thí sinh này là hát ngay cái độ feel và độ chuyên nghiệp có thể là ngang ngửa nhau. Nhưng mà Khánh Phương nghĩ là cái bạn mà thích hợp hát chung Khánh Phương thì nên là bạn số 8. Như vậy là không đổi và số 2 sẽ là thi ở lượt 3. Mình không đổi nhá. Ok. Vậy thì lượt 3 của đội chúng tôi, số 6. Chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của số 2. Không biết hát hay hay không nhưng mà nhìn bạn đẹp trai quá. Đó đi chưa? Phương Mi. Em là chấm lúc nãy rồi đó mà anh Phương là đã cướp mất. Phương Mi. Dạ. Sao em mê dai như thế? Ủa giờ anh mới biết hả? Em tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình đi. Đồng đội của em bên cạnh đây thì em cũng nhìn. Ai bảo nãy giờ anh cứ xoay qua Mi hoài. Xong hai người cãi nhau xong chưa? Người cãi xong chưa? Số 2, 15 giây. Bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Thịnh, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình ngày hôm nay thì hát hay không bằng ai hát, vui là chính. Vâng, xin tất cả mọi người hãy bình chọn cho Hoàng Thịnh. Tin chắc là đây sẽ là một con bài rất là mạnh trong cái team của Khánh Phương. Yes. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm tiếp theo. Ca khúc Ngắm Hoa Lệ Rơi này là của Châu Khải Phong. Nhưng khi em hát thì anh có cảm giác như là đây là phiên bản của Đan Trường hát. Thần tượng của em có phải Đan Trường không? Lúc trước Thịnh có tham gia ca sĩ Giấu Mặt. Thì anh Đan Trường là huấn luyện viên của đội của Thịnh. Cho nên chính vì vậy mà khi hát những cái ca khúc nào thì cứ như nó bị like, bị nhiễm vào. Nhưng mà em đã cố gắng và em nghĩ là người ta mới nghe sơ qua thì thấy đó là giống anh Đan Trường. Nhưng mà nếu nghe kỹ hơn thì đó là Hoàng Thịnh chứ không phải là Đan Trường. Giọng nói cũng giống nên ha. Giống mà. Trời ơi. Bởi vì chúng ta cũng phải nói thật sự là trong cuộc sống ấy thì có những người vì quá yêu quý một ai đó mà tự nhiên từ cái dáng đi phong cách cũng giống, nhưng cũng có những người do trùng hợp ngẫu nhiên trong tương lai em sẽ được khán giả công nhận là Hoàng Thịnh và Đan Trường là hai người khác nhau. Nha, yên tâm. Lại quan trọng là thần thái, em thấy bản ra sân khấu bản rất là có phong cách, rất thần thái rất là chuẩn. Bây giờ là cái câu quan trọng này, em có bạn gái chưa? Tại vì thấy nãy giờ Tố My khen đẹp trai rồi. Em có bạn gái chưa? Thật mà. Please say no. Please say no. Please say no. Vâng, em đã có người yêu rồi ạ. Chia buồn, chia buồn. Tan vỡ. Anh yêu em tan vỡ. Anh có cảm giác như là đường tình duyên của Tố My. Chắc chở quá. Nó như là dòng nhạc em lựa chọn ấy. Bolero. Bolero. Còn bây giờ hãy cùng xem số giây mà em đã có được ở khu vực vàng. Một trăm tám mươi ba giây. Hãy cùng chờ đón giọng ca số 6. Yeah, yeah, yeah.
anh này á có hát không hay thì chắc là khả năng biểu diễn của anh cũng rất là duyên dáng, cũng có sức hút. Partner của bạn có vẻ rất là để ý đến ngoại hình, là... thực ra ấy, trong mắt của Tú My thì là số 2 ấy, là ưu tiên số 1. Nhưng sau khi số 2 đã thổ lộ có bạn gái rồi thì Tú My quyết định chuyển sang số 6. Một người phụ nữ thông minh là một người phụ nữ luôn luôn có ít nhất 2 kế hoạch cho một công việc. Và số 6 đừng làm Tú My tan rát nữa em nhé. 15 giây bắt đầu. Xin chào, tôi là chàng trai quyến rũ nhất của nhóm tôi. Và đây là nhóm của tôi. Các bạn hãy ủng hộ cho nhóm mình nha. Bây giờ hết là thấy duyên rồi. Con đường người, nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường người, thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không nghĩ tình, thì anh đã không nhộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đậm lòng. Trời ơi, anh thấy giác quan của em không? Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em. Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày? Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ? Làm sao để mưa mùa thu đừng giải thích cho anh nhớ em, nhớ em? Làm sao khi anh mưa anh không được? Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh không được? Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay? Làm sao để anh thôi chờ mong? Làm sao tim anh thôi đừng mong rằng ngày mai thấy em quay trở về. Yeah. Em à, đi qua những ngày vui. Em rất là vui nhưng mà em có một sự đồng cảm nhẹ ở đây anh. Có nghĩa là em cảm thấy bạn số 6 này giống em quá. Có nghĩa là chỉ hát được khúc đầu thôi, khúc thấp thì hát được, khúc cao là bể giọng. Đang gọi là quét. Ôi, tại sao lại như vậy? Em không thể chấp nhận sự thật này. Đến với chương trình có hai chàng trai em chấm rất cao. Là có tình cảm, có bắn tim, là số 2 thì có người yêu, mà số 6 thì đã đi vào kia rồi. Đường tình duyên của em là vất vả lắm đấy. Em thấy bạn số 6 này hát cũng được, được. Mà giọng hay. Và đặc biệt là bạn ấy diễn xuất rất có duyên. Đúng như tôi mới nói, làm diễn viên được anh. Duyên dáng. Như vậy là tôi đang có một dự cảm khá là không bình an cho lắm. Trong chương trình ngày hôm nay đã có khoảng 4 giọng ca hát hay rồi. Còn số 8 tôi biết là hay nữa rồi. Là 5. Số 7 ơi. Dạ nghe. Em nhớ thương chị Tố My thay anh nhá. Dạ em rất là thương anh chị. Em sẽ cố gắng lấy thật nhiều tiền về cho anh chị. Mỗi lần anh nghe câu mà cố gắng lấy nhiều tiền là y là bể chết quốc rồi. Tóm lại là bây giờ thì anh không mong em lấy tiền, bởi vì hết tiền để lấy rồi. Chỉ mong em giữ được tiền và giữ cho chị Tố My chị an toàn thôi. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc vòng 1. Đội của Diễm My và Khánh Phương đang có số tiền là 40 triệu. Yes. Yes. Đội của Thành Trung và Tố My có 10 triệu. Bây giờ là lúc chúng tôi mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong 1 phút. Yeah.
Chào mừng quý vị quay trở lại với vòng 2 của chương trình Ca sĩ tranh tài. Với việc là đội của Khánh Phương và Diễm My đã chiến thắng ở lượt 3 vòng 1 nên đội họ sẽ là những người thi trước ở vòng 2. Xin được mời Khánh Phương. Yes. Hy vọng là anh em mình sẽ hỗ trợ lẫn nhau để bảo toàn số tiền của mình. Dạ, em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức. Anh em cố lên. 15 giây bắt đầu. Quang muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả ở đây và cũng giống như là quý vị khán giả đang xem ở trường quay, thì Quang muốn gửi lời cảm ơn chân thành bởi vì mọi người đã ở tới thời điểm này để xem Quang và cũng giống như anh Khánh Phương hát. Đúng rồi, đúng vậy luôn. Cái rất chuẩn. Vâng, mọi người xin vỗ tay để cho cổ vũ cho anh em được không ạ? Cánh tay của mọi người đâu rồi ạ? Nhìn cái phong cách có vẻ như là trẻ trung, hơi giống Khánh Phương tí. Cái cảm nhận Khánh Phương về hai thí sinh này là hát ngay cái độ feel và độ chuyên nghiệp có thể là ngang ngửa nhau. Nhưng mà Khánh Phương nghĩ là các bạn mà thích hợp hát chung Khánh Phương thì nên là bạn số 8. Nhớ đến kia đâu chẳng, giờ đêm chắc đã lạnh dần. Nhớ đến kia đâu chẳng, giờ đêm chắc đã lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Cưới mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn. Nhẹ nhàng ôm cho em miên giấc ngủ ngon. Ở bên tay vòng tràn thì mơ cứ rơi hững hờ. Đất tim anh còn cao và xa dưới trọng nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em. Come on! Gửi cho em đêm lung linh và tình song đời đê la. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió. Và anh thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau. Để anh vẫn vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Rồi mọi người ơi, những tay có mưa đó đã. Cái khúc này rất là cũ rồi nên là Quang rất là mong tất cả mọi người sẽ hát cùng với Quang đánh Khánh Phương được không ạ? Thank you. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Cưới mây mang vào phòng, vòng tay của anh đồng nàn. Nhẹ nhàng ôm cho em mình giấc ngủ ngon. Giữa bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ. Đẹp tim anh cột cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ đến em. Gửi cho em đêm lung linh và tim mới sống nơi phía lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió. Để em thấy chẳng nghe cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau. Để anh em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Để cho em đêm lung linh và thì sóng nở đưa lớn. Cưới em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió. Để em thấy chẳng nghe cô đơn, để em mà thấy mình gần bên nhau. Và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa em qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé,
thì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chiếc khăn gió để em thấy chẳng hề cô đơn, chẳng để cô em thấy đơn. Mình đứng bên nhau để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai mình sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của phương mà thôi. Hôm nay anh bất ngờ bởi vì là khi em hát ý, cái e giọng của em giống như anh Khánh Cương luôn. Ai nhắm mắt vào tưởng là một người hát chứ không phải là hai người hát đâu. Yeah. Đúng không? Chính xác. Em có nghĩa là em xử lý cả phần giọng luôn giống anh Phương. Em nói gì về phần trình diễn nó rất hay của đội em? Em chỉ biết nói là đội em Superman. Yeah. Cái người phụ nữ mà người ta xinh đẹp ấy, người ta nói một câu không liên quan mà mình vẫn thấy hay. Tự nhiên đang hát lại chuyển thành siêu anh hùng. Đội của em Superman. Thế mà anh hoàn toàn biết là nó không liên quan nhé, nhưng mà anh vẫn thấy nó hay đi ạ. Đúng là phụ nữ mà xinh đẹp thì không, có đặc quyền. Em nói này, anh thấy không, đội em á, cả bốn người đều rất đẹp trai, đẹp gái và hát rất là hay. Giống như Manly á. Rồi nói chứ tóm lại có, là không có mềm giống như Thành Trung. Thực ra em không phải nói gì đâu. Không mềm như Thành Trung. Em nói gì anh cũng chấp nhận mà. Giống như Tố My, nói gì anh cũng thấy hay mà. Thôi nãy giờ anh có quan tâm đến em đâu, anh toàn là anh có quan tâm, không phải giận, anh thương. Ôi dồi ôi. Em đang tự hỏi là anh đứng như thế này không biết vợ anh nhà xem tivi, vợ anh nghĩ gì? Vợ anh tuần nào chẳng xem chương trình này, nhà anh thay 4 cái tivi rồi. Cái thứ năm thì anh chỉ bảo vợ anh là em đập tivi làm gì cho khổ gia đình mình ra. Gia đình đã khó khăn rồi cứ đập tivi làm gì, bởi vì đây là công việc của anh. Xuống dưới kia cái anh quên hết mấy cô này là ai ngay, mà anh chỉ nhớ mỗi em. Đây. Đảm bảo tivi hôm nay gia đình nhà tôi tivi không hỏng hóc gì cả, vợ đang xem đang cười ấy. Chào rồi. Thưa quý vị, mặc dù hát rất hay nhưng tại sao băng truyền lại bị lùi? Vì thứ nhất là ở phần đầu tiên giới thiệu thì khán giả cho rằng là Đăng Quang giới thiệu chưa hấp dẫn nên là băng truyền hơi lùi. Nhưng với chúng tôi, với những khán giả xem truyền hình thì đây là một tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn khán giả rất nhiều. Hãy đi xem số tiền sẽ còn lại là bao nhiêu. $36,600,000. Anh bắt đầu lo cho em nhiều lắm đi à. Em cũng cảm thấy lo cho đội của anh rồi đấy. Anh làm MC chính. Anh nói là anh có kinh nghiệm nhiều, anh có những cái vốn tích lũy gì đó. Lúc nãy nói quá trời. Và bây giờ anh thấy không, anh để người ta trên cơ mình. Bây giờ em... bao nhiêu áp lực anh lại dồn vào em. Đi xin chia buồn cùng với Tố My. Tại vì Tố My chọn sai đội rồi. Anh giao cho em cái mic may mắn này. Em ạ, chúng ta thiếu một chút may mắn. Và nếu như anh thấy có điều gì đó xảy ra với em, đây là lần thứ hai anh làm điều này, là anh sẽ đứng lên đó cùng với em. Vậy để thôi nếu như có khói thì anh cũng chịu cùng em. Đi được chưa? Cố lên em. Ok, cố lên em. Anh sẽ luôn ủng hộ em nha, cố lên. Bây giờ sẽ là giọng ca số 7 và Tố My. Số 7 ơi, em có cái răng khểnh rất là tươi. Anh không biết là nụ cười này là tự tin hay nụ cười này là theo kiểu
Chị theo em thì chị toi rồi. Theo kiểu thế. Không, em thấy bạn quen lắm. Chắc là hình như là có đi thi Bolero rồi. Phải không? Đúng, em tin vào linh cảm của em. À, nghề nghiệp của bạn hiện tại là gì? Em đang làm giáo viên âm nhạc. Wow. Bạn đã bao giờ đi thi Bolero chưa? Dạ chưa. Rồi, nhầm người rồi. Lộn. Chết rồi, em ơi, nhầm người rồi. 15 giây dành cho em. Giới thiệu bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Như Ngọc. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi, Bến Tre. Mình hiện đang là giáo viên âm nhạc. Xin mọi người hãy ủng hộ cho chị My và Ngọc nha. Cố lên. Thì chỉ có một người là biết hát Bolero thôi. Ba chìm, bảy nổi. Hay là chọn số 7 để nổi. 7 cho nó nổi nha. Tôi đang có một dự cảm khá là không bình an. Trong chương trình ngày hôm nay đã có khoảng 4 giọng ca hát hay rồi. Phận là con gái chưa một lần.
vậy là đến lúc này thì cả hai đội đã có một cái kết có hậu. Tố My cũng đã có một giọng ca, hát song ca quá tuyệt vời, không quá kém gì mà. Khánh Phương với giọng ca số 8 cả. Nhưng mà sẽ không có thiên vị cho đội của mình nữa. Công nhận tiết mục này vừa hay vừa đẹp. Băng truyền thì tiến lên chứ không lùi. Điều đó đồng nghĩa với việc là tiền sẽ được giữ nguyên. Một câu hỏi Ngọc thôi, em có hay đi hát không? Dạ em có đi hát. Em vừa làm giáo viên em vừa đi hát luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dòng nhạc sở trường của em là? Em hát cùng lớp mà. Có nghĩa là nhạc nào cũng hát được? Dạ, bài nào em biết em thuộc. Em chọn duyên phận là đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn em nhá. Đội của Diễm My Khánh Phương rất xứng đáng với số tiền là 36.600.000 đồng. Đội của Thành Trung, Tố My 10.000.000 đồng. Với phiên cơ hôm nay thì tôi đã trọn vẹn, bởi vì hai người phụ nữ xinh đẹp đều đã ra về với nụ cười. Hôm nay anh Phương thấy thế nào? Thực là đây là một cái cuộc thi rất là vui. Vui cho cả những cái bạn thí sinh và vui cho cả khách mời. Phương cảm thấy rất là mọi thứ perfect. Nào, thế còn cô gái duyên phận? Đây là một chương trình mà phải nói rằng là rất là nhiều cái bất ngờ. Mặc dù là cũng ít nghe nhạc bolero nhưng mà riêng Tố My thì thường xuyên nghe, lâu lâu. Tại vì còn My, bản thân My là tự bật bolero thì cũng lâu lâu, thỉnh thoảng. Nhưng mà mẹ My và những người thân trong gia đình, dì cô rất là hay nghe bolero và đặc biệt là nghe nhạc của Tố My. Cho nên là ngày hôm nay chắc là người nhà coi TV rất là thích. Và một điều nữa là em nghĩ là sau khi tham gia chương trình ca sĩ tranh tài xong thì chắc là khả năng thanh nhạc của em nó tăng hẳn lên. Luôn. Có khi nào mà em lấn sân được không anh? Được. Em lấn đi. Em lấn sang làm ca sĩ thì Tố My sang làm diễn viên là vừa. Thưa quý vị, niềm vui không chỉ cho quý vị khán giả mà cho cả những người tham gia chương trình. Đó là những gì ca sĩ tranh tài mang tới. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã yêu mến chúng tôi, đã theo dõi chương trình. Và cảm ơn những vị khách mời đã dành thời gian ở đây để mang tới những giây phút tuyệt vời này. Và chúng tôi xin nói lời chào với các quý vị khán giả. Xin chào và gặp lại trong chương trình tuần sau. Duyên dáng như chị Vân mà lại thỉnh thoảng. Chết. Xin được giới thiệu Diva Hồng Loan. Xin chào. Diva Tùng Dương. Tùng Dương ra mà anh lại bảo là Diva là sao? Nền âm nhạc Việt Nam đã có một ngôi sao mới.